Rồi, em chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nha. Thì tiếp tục trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cách cài hay cách tạo USB cũng như là cách cài full cái Windows 10 ở trên cái máy của bạn. Đây là một cái yêu cầu của rất là nhiều bạn đang nhờ mình làm để refresh lại cái bộ giáo trình trong năm 2019. Thì đây là cái video mình làm full luôn từ đầu đến cuối, từ cái bước mà tạo USB như thế nào, rồi cách cài driver, tất cả mọi thứ đều nằm trong video này. Thì hy vọng rằng sẽ hữu ích các bạn ha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng theo dõi nhé. Rồi, để tạo được cái USB boot có chứa bộ cài đặt Windows 10 thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị những cái thứ như sau này. Các bạn chuẩn bị một cái USB có dung lượng là tầm khoảng cỡ 4GB trở lên nếu như các bạn muốn cài bản 64 bit ha. Rồi, ở đây mình đang có một cái USB có cái dung lượng là 16GB đây này. Đó. Rồi, cái tiếp theo nữa các bạn cần phải có đó là một cái file ISO bộ cài Windows 10. Thì các bạn có thể tải những cái bản mà 64 bit riêng hoặc là 32 bit riêng. Ở đây mình đang có một cái bản này ấy, là nó vừa 32 vừa 64 luôn. Mình tải trực tiếp từ trên trang chủ Microsoft về. Thì cái bản này nó nặng tới cả 6.64GB này. Đó, cho nên là mình sẽ sử dụng cái USB có dung lượng là 16GB cho nó thoải mái. Cái cuối cùng là chúng ta vẫn sử dụng một cái phần mềm để tạo cái USB boot. Đó là các bạn sử dụng cái phần mềm có tên là Rufus cho nó dễ nha. Rufus cho dễ này. Sau đó các bạn bấm vào cái link này. Các bạn kéo xuống dưới, các bạn tải cho mình cái phần mềm này về nha. Đây, download nó về. Rồi, sau đó chúng ta open ra. Đây. Và chúng ta tiến hành là cài đặt ha. Các bạn cứ chạy nó lên bình thường thôi. Rồi, mình sẽ tắt những cái này xuống. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ chọn cái USB này. Và các bạn nhớ nhé, USB các bạn đang có dữ liệu thì các bạn chép hết ra, không thôi là mất hết dữ liệu đó. Rồi, cái tiếp theo là các bạn sẽ select, tìm đến cái file ISO. Ok, ở đây mình có cái file ISO như sau này. Windows này. Rồi, open ra. Rồi, cái tiếp theo này các bạn sẽ chọn là MBA. MBA nha, là MBR đấy. Nếu mấy bạn mà có hệ thống UEFI ấy, UEFI này, thì bạn sẽ để là GBT. Còn nếu mấy bạn không có hệ thống UEFI này, thì bạn để là MBR. Thì máy mình không có UEFI, cho nên mình sẽ để MBR. Tiếp theo chỗ này, bạn có thể đặt tên cho cái USB, hoặc là bạn giữ nguyên cũng được, không sao cả. Ví dụ mình đặt là Win10. Đây. Win10 x64 nhé. Đấy, ví dụ như thế. Rồi, cái này các bạn giữ nguyên hết và bấm Start. Nó sẽ thông báo là nó sẽ xóa hết dữ liệu trên USB của bạn này. Đó, cho nên các bạn nên sao chép ra trước khi các bạn làm việc này nhé. Rồi, ấn OK để tiếp tục, ấn Cancel để hủy bỏ. Thì mình sẽ ấn OK. Đó. Rồi, bây giờ cái việc còn lại là chúng ta sẽ ngồi chờ cho nó tạo cái USB. Sau khi nó tạo xong thì chúng ta sẽ lấy cái USB này chúng ta cài là OK các bạn nhé. Rồi, sau khi mà tạo xong thì các bạn nhấn nút Close đây, tắt đi ha. Giờ chúng ta kiểm tra lại cái USB nha. Đây, cái USB sau khi mà tạo xong này, Win10 x64 này, bạn mở ra. Thì nó có tất cả những cái file trong đây. Rồi, bạn coi này nha, nó sẽ chiếm dung lượng của mình đây. Đây, chiếm dung lượng của mình là 6.68GB. Do là mình nói nó có cả bản 32, cả 64 luôn ha. Rồi, OK. Rồi, bây giờ cái việc còn lại là chúng ta sẽ rút cái USB này ra để chúng ta cài các bạn nha. Rồi, sau khi mà chúng ta đã tạo ra được cái USB có chứa bộ cài đặt Windows 10 thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta cài các bạn nhé. Thì mình sẽ cắm vào trong cái máy của mình đây. Và mình sẽ mở máy lên. Mình sẽ ấn F12 liên tục để mình gọi cái boot menu lên nhé. Cái máy của mình là máy Dell, nó sử dụng cái phím F12. Rồi, tại cái boot menu này thì các bạn sẽ chọn cái dòng có chữ USB để chúng ta boot vào USB của mình, là cái dòng đầu tiên các bạn nhé. Đây này. Đó, dòng đầu tiên ấn Enter. Thì do là ban đầu mình có nói là của mình á, bộ cài của mình là nó có hai bản 32 bit và 64 bit luôn. Đấy, cho nên là nó sẽ ra cái menu này. Thì mình sẽ cài cái bản 64 bit, cho nên mình sẽ chọn cái dòng ở trên này, 64 bit nhá, ấn Enter. Rồi, nó load được vào cái giao diện cài đặt rồi. Đây,
tại giao dịch cài đặt thì các bạn sẽ bấm vào cái nút ở đây ha, Next này, bấm vào, rồi các bạn chọn Install Now nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình cái dòng đây là I don't have Rocky, bấm vào. Rồi mình sẽ cài cái bản cao nhất là Windows 10 Pro đây, bản 64 bit này, và mình bấm Next. Rồi chúng ta chọn I accept bạn nhé. Rồi Next, các bạn chọn cho mình cái dòng là Custom rồi đây. Rồi thì các bạn sẽ tiến hành là chọn cái phân vùng ổ cứng mà các bạn muốn cài Windows lên ha, là cái phân vùng mà chúng ta cài Windows cũ á, thì các bạn chọn cái phân vùng đó và các bạn nhấn Format để xóa cái Windows cũ đi, sau đó các bạn bấm Next để cài. Thì trong trường hợp này mình chỉ có một ổ cứng và một phân vùng duy nhất thôi, thì mình sẽ tiến hành là mình xóa cái phân vùng đi luôn và mình tạo phân vùng mới lại để cho nó cài mới từ đầu luôn cho nó được ngon lành nha. Mình sẽ ấn Delete đây này và ấn OK. Cái trường hợp này là đối với trường hợp là mình chỉ có một ổ cứng và mình không có dữ liệu gì các bạn nha. Còn nếu các bạn mà xài mà có nhiều ổ cứng thì các bạn chỉ chọn là Format thôi, chứ bạn đừng có xóa kiểu này là nó mất hết dữ liệu, phiền lắm. Rồi sau đó mình chỉ việc là bấm Next. Đó, nó sẽ tiến hành là nó cài Win lên cho mình thôi. Cái việc còn lại giờ là chúng ta ngồi chờ, chờ đến khi nó cài xong thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta tiếp tục các bạn nha. Rồi khi mà nó chạy đến cái bước này ấy, thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn chọn cái quốc gia này thì mình để US luôn, yes. Rồi cái keyboard này, cái keyboard này thì các bạn để cho mình là English US ha, International này, US International, rồi bấm yes. Rồi skip này. Rồi cái này nó tự nhận được cạc wifi khi mà các bạn cài trên laptop luôn, thì cái này mình sẽ kết nối sau nhé. Mình chọn skip for now nào. Rồi mình sẽ no cái này. Rồi cái này chúng ta cho cái tên vào, ví dụ như đây mình đặt tên là Dell nha, cái máy Dell mình tên là Dell. Rồi Next. Password nếu các bạn có nhu cầu thì để vô, còn không có thôi bỏ qua, bấm Next này. Rồi tiếp theo Cortana, bạn có muốn xài không? Xài thì ấn Accept. Rồi cái này các bạn chọn No nha. Cái này các bạn Accept cho mình đi. Rồi chờ xíu sắp vào Win nữa các bạn. Rồi thì nó đã vào được trong Windows rồi các bạn. Đó, rất là nhanh ha. Vậy là chúng ta đã cài xong cái Windows 10 rồi, cái bản 64 bit. Đây, mình sẽ cho các bạn coi luôn. Bạn bấm chuột phải ở đây này, các bạn chọn là Setting. Rồi, các bạn vào phần System. Các bạn kéo này xuống này, các bạn chọn About nhé. Đây, đây là bản Windows 10 1809 mới nhất, 64 bit. Ok, vậy là chúng ta đã cài xong. Rồi, thì sau khi mà cài xong ấy,
Các bạn thấy là nếu có wifi đây thì chúng ta cũng kiểm tra xem là wifi có kết nối ngon hay chưa. Đây mình sẽ kết nối wifi nhé. Win 10 thì thường thường là nó tự động nhận wifi chúng ta, cho nên chúng ta không phải lo lắng gì cả nha. Rồi, ok, xong. Vậy là đã nhận được wifi. Cái tiếp theo nữa là các bạn sẽ tiến hành là các bạn kiểm tra cái driver nha, bấm chuột phải đây này, chọn cái device manager này. Coi xem là driver nó đã nhận đầy đủ hay chưa. Rồi. Ở đây các màn hình của mình chưa nhận này. Còn đây là hai cái driver đặc biệt này thì mình phải cài thủ công thôi, chứ nó không cài được cho mình đâu. Để cài driver trên Windows 10 ấy, các bạn chỉ việc là vào cái phần setting ấy, setting có thể vào chỗ này hoặc là bấm chuột phải chỗ này cũng được, và setting này. Các bạn vào cái mục là Update and Security, bấm vào. Các bạn chọn Check for Update thì nó sẽ tiến hành là nó tải tất cả những cái bản vá mới nhất cho Windows 10 cũng như là cái driver về, nó cài vào máy cho bạn ha. Sau khi cài xong thì bạn chỉ cần khởi động lại máy là xong. Tất cả nó sẽ được cài đặt cho bạn. Đó, thì đây là toàn bộ quá trình bạn tạo USB và bạn cài đặt cái Windows 10. Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi ha. Và có cả cái phần cài driver luôn. Thì cái cài driver này bây giờ mình sẽ tiến hành là mình chép cái driver này và mình cài một số cái driver này cho bạn. Đó, nhìn này, bên này đang update driver rồi, thấy không? Đó, thì trong cái mục update driver này ấy, nó sẽ update thêm một số những cái bản cập nhật cho Windows ha. Đấy, nó sẽ tải tất cả những cái bản cập nhật mới của Windows về, nó cài vào luôn. Và trong đó nó có cả driver luôn. Rồi ok, các bạn chờ xíu để mình chép cái driver vào để mình cài hai cái driver đặc biệt này của mình cho các bạn coi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình cài hai cái driver đặc biệt này của mình nhé. Hai cái driver này của mình thực chất ra nó là cái đầu đọc thẻ nhớ thôi, nhưng mà cái Windows 10 nó không có tự nhận được, cho nên mình phải cài thủ công. Thì mình sẽ bấm chuột phải, mình chọn Update Driver này, mình chọn là Route My Computer và mình chọn là Let Me Pick ở đây. Rồi tiếp theo này bấm Next, cái này bấm Hard Disk, chọn RAW. Rồi mình cứ chép lên cái USB của mình ấy. Bây giờ mình mở cái USB ra, mình lấy cái USH của mình nè, rồi mình chọn vô, ấn OK, rồi bấm Next, Yes, đó, Close. Đó, vậy là đã nhận được của mình một cái nè. Rồi mình chọn thêm cái này nữa là OK thôi, là xong ha. Đấy, Next, Hard Disk, RAW. Đây, cái này của mình là đây này, 64 bit. Rồi chọn này, OK, Next. Rồi Close. OK, vậy là đã nhận đầy đủ hết driver rồi bạn ha. Nhận đầy đủ driver hết rồi. Bây giờ chỉ việc chờ cái này thôi. Chờ cái này nó tải cái này xong đi là nó sẽ nhận được cái driver cài màn hình cho mình. Đó, nó đang nhận đó bạn. Nó đang cài driver cài màn hình luôn đó. Đó, chớp chớp chớp, vậy là đang nhận driver cài màn hình đó bạn thấy không? Đó, đen thui thì lùi luôn. Đó, chờ nó chớp xong là nó sẽ nhận đúng driver cho mình. Đó, thấy không? À, bạn nhìn thấy chưa? Đó, đang nó nhận được cái driver cài màn hình cho mình nè. AT Firewall nè. Đó, đã nhận được driver cài màn hình. Đó là tất cả driver đã nhận được hết bạn nhé. Đấy, Windows 10 cài nó rất là khỏe. Đấy, cài rất là khỏe như vậy thôi. Tất cả driver đã nhận đầy đủ hết. Bây giờ chỉ chờ nó cài xong những cái bản vá này là OK, xong. Đó, vậy là toàn bộ quá trình cài đặt Windows đã xong bạn nhé. Thì cái Windows 10 này ấy, nếu như máy bạn có sẵn Windows bản quyền ấy, thì nó sẽ tự động nó activate cho bạn sau khi bạn cài lại Win. Bạn không có sợ bị mất Windows bản quyền nha. Có nghĩa là nếu mà bạn mua máy nó có sẵn cái Windows bản quyền ấy, thì bạn cứ cài lại đi. Bạn cài xong cái tự động nó sẽ activate lên cho bạn bằng cái key kỹ thuật số đó. Còn nếu như mà máy của bạn không có Windows bản quyền thì bạn sẽ dùng cái tool rack ha. Thì ở đây để mình check lại xem sao nhé. Activate. Activate. Ok. Đây này, activation setting này, bấm vào này. Thì bạn nhìn này. Cái máy này của mình nó đã được activate with a digital license rồi này. Có nghĩa là cái máy này của mình đã được activation rồi với Windows 10 Pro. Đó, cái máy này của mình xài Windows bản quyền luôn cho nên activate rồi. Đấy, cho nên mình cũng không chia sẻ cho các bạn được cái cách mà để crack cái Windows này ha. Thì cái này bạn có thể là lên Google, bạn tìm những cái crack Windows 10 về để bạn crack, để bạn xài nhé.
Rồi ok, thì cái video này chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc hoặc là góp ý nào dành cho mình, các bạn vui lòng để lại comment phía dưới video để chúng ta tiếp tục nhau chia sẻ các bạn nhé. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.